Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn 4 mẫu bánh bản rộng, gai địa hình nhỏ thôi, các bạn có thể dùng đi bản đường phố cũng được. Cái bánh này thì có các cái thông số là đường kính bản rộng của nó là 22 cm, đường kính lốp là 55 cm, đấy, lỗ tim này là 90, tim ốc chéo này là 11. Để thêm những cái thông số cho các bạn khi tiện lắp cái bánh để cho các bạn xem thì cái lòng vành này nó có kích thước là 19 cm, đấy. Thì đối với những cái cầu mà có đường kính tambua là 180 thì các bạn lưu ý phải đo thật kỹ mới vừa được nhé. Cái này là nó là một kích thước là 19 cm các bạn nhé. Đấy, 19 cm. Và tim ốc này là 8 nhân với này chéo 11, lỗ này là lỗ 90. Đấy. Để cho các bạn xem và có thể tính toán được là có lắp vừa hay không, vừa những cái đồ các bạn mua. Còn tất nhiên là khi mua bên em thì bên em sẽ tự tính toán cho các bạn. Đấy. Bánh này có thông số là 20 × 10.00 - 10, hoặc là cái thông số phụ của nó này là 205 / 50 - 10. Đấy, vành này là vành 10, 4 ốc. Đây, các cái thông số tải trọng của nó thì các bạn có thể xem ở đây. Đấy. Áp lực bơm này, 24 PSI này, PSI này. Đấy là những cái thông số chính của cái lốp này như vậy, đường kính. Đây, phía trong này nó rất là rộng này, phía ngoài thì nó nhỏ hơn. Đây. Đấy. Đối với những cái loại như thế này thì những cái cầu có cái bát phanh 180 thì đều có thể lắp được. Đây, để em đo cái lòng trong này. Đấy, lòng trong 19 thì đối với những cái cầu mà có tambua là 180 có thể lắp được. Tuy nhiên thì cái tim ốc nó sẽ không vừa. Tim ốc thường thường nó là 70. Đấy, thì nếu như vẫn muốn lắp trên cầu các đăng thì các bạn phải điều chỉnh lại cái phần tim ốc. Có nhiều phương án, một là làm mặt bích giả, hai là khoan lại cái mặt bích tambua, thì cái đấy tùy khách hàng lựa chọn. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Giá thành sản phẩm thì mình xin phép được trả lời dưới phần comment, giá theo từng thời điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.